đời của mình bất cứ đứa học sinh nào cũng mê thích. Có lẽ bởi vì cái ấm áp chia xa, cuộc đời mỗi người chỉ có một lần mà thôi. Nhưng có một lần để nhận ra, đã đi bên cạnh tình yêu từ lâu rồi mà không biết, sắp chia xa rồi mới thấy nhớ thương, để lưu luyến, để tiếc nuối vẫn là hạnh phúc lắm. Thời gian càng trôi xa thì những cảm xúc trong sáng mang hơi thở nồng nàn của mùa hạ ấy càng mờ nhạt trong lòng mỗi người. Đến bây giờ, mỗi đứa đã một nơi, mỗi đứa một cuộc đời. Nhiều đứa ở những phương trời xa lắc, có đứa ra đi không bao giờ trở lại, có đứa đã tốt nghiệp đi làm, có đứa vẫn còn đi học, có đứa đã kịp xây dựng cho riêng mình một gia đình nhỏ bé, có đứa thì lại chia tay với mối tình đầu và mãi chưa thấy mối tình thứ hai. Mỗi đứa đều có những lo toan riêng, chẳng thể nào sống cho nhau hết mình dễ dàng như ngày ấy. Phải đến bây giờ, sau bao năm chia xa, trở lại bên nhau không nhất thiết phải nhìn mặt nắm tay, chỉ cần chúng mình còn nhớ về nhau trong những phút giây êm đềm bên nhau, cũng như là đã gặp nhau vậy. Có lẽ bây giờ Dê đã có thể soạn một email để trả lời cho Giang Khảnh. Ở nhà bây giờ có màu gì Giang Khảnh biết không? Màu của lãng quên đấy. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tim thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Trong những
kỷ niệm xưa. Thời học sinh thật vui ghê, làm cho ai cũng muốn quay về. Cười giòn tan, hòa tiếng hát khúc ca rộn vang. Cùng đùa vui, cùng mơ ước, cầm tay ta bước trên con đường. Từng khoảnh khắc đậm đà cho lòng thêm vấn vương. Nhớ đến những phút giây, mình cùng ngồi trò chuyện nơi đây. Dòng chơi vui đùa theo tháng ngày. Có những lúc ghét nhau, rồi hôm sau lại chợt quên mau. Giờ ra chơi vẫn sáng lớp bên ta cùng đá cầu. Kỷ niệm đó mãi chẳng thể quên. Giờ học cứ mỗi lúc mùa thi đến, cùng sẽ chia bao nhiêu khó khăn bên nhau lúc cần. Nụ cười hãy cứ mãi giòn tan, nụ cười hãy cứ mắt dịu hiền
chiều như thuở xưa. Còn chúng tôi nay có nửa đời rồi. Người là giáo sư, bác sĩ, đứa làm phi công, sĩ quan huấn luyện, người kinh doanh và có bạn làm lũ với ruộng đồng. Ôi nhớ cánh đồng này, nhớ hoàng phi lao gió mát, chờ che chúng tôi những ngôi bước chưa hè. Ôm tôi vào lòng những ngày bay bay dài. Đừng nhân tôi đó, đi xa rồi tôi nhớ không vui, đi xa rồi tôi nhớ trong tim, đi xa rồi tôi nhớ mãi trong tim. Đã lâu rồi, hôm nay bâng khuâng tôi gặp bạn cũ. Các bạn của tôi đã bạn thêm mai đầu. Mặt dịu hiền, đàm thắm như thuở xưa. Bạn chúng tôi nay đã trưởng thành rồi. Người là kỹ sư, tiến sĩ, đứa làm công nhân, giáo viên, kỹ thuật. Người đi xa và có bạn gắn bó với quê mình. Ôi nhớ những hàng tre, nhớ dòng sông Lê uốn khoáng. Người nhớ trong tôi những kỷ niệm trong sáng. Soi tôi vào lòng những ngày ôn thi ngoại trú. Ơi trường thân yêu tôi đó, đi xa rồi tôi nhớ không quên, xa quê rồi tôi nhớ trong tim, xa quê rồi tôi nhớ mãi. Mãi xa rồi.
Hôm nay trong niềm xúc động và lần đầu tiên chúng em quay trở lại trường với một lời cảm ơn chân thành đến nhất đến thầy cô. Và ngày hôm nay mở đầu chương trình, chúng em xin gửi đến các thầy cô chương trình văn nghệ do chính chúng em thực hiện và biểu diễn. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô cùng các bạn. Thank you.
truyền cho chúng em những kiến thức, nhưng điều quan trọng nhất là các thầy cô đã truyền sức mạnh và đã dạy em về cách để trở thành một con người. Từ những cái ứng xử, những cái nguyên tắc mà trước kia là một học trò thì bọn em rất là không thích các nguyên tắc, nhưng đến khi trưởng thành rồi cho đến ngày hôm nay, bọn em mới nhận ra rằng những nguyên tắc mà các thầy cô dạy em ngày xưa đã một phần nào đó góp cho sự thành công của chúng em ngày hôm nay. Còn nhớ cái ngày thi cấp 3 rất là vất vả, hẳn là em cũng đã rất nản lòng, nhưng mà các thầy cô đã luôn luôn ở bên cạnh, luôn luôn hỗ trợ, luôn luôn giúp đỡ, và cuối cùng thì kỳ thi cấp 3 cũng đã vượt qua, và ít nhất là chúng em cũng đã có một những thành công về học tập trong những ngày đó, và cho tới thành công đến bây giờ, thành công để trở thành một con người có ích trong xã hội, đầy yêu thương, đầy nhiệt huyết và đầy cống hiến. Công này đầu tiên phải nhờ đến các thầy các cô của chúng ta. Và kính thưa các thầy cô, 30 năm đau đớn trong lòng, ngày nào đó được quay trở lại môi trường mái trường Sư Hàng Cây này để nói một lời tri ân, một lời cảm ơn tới các thầy cô. Và ngày hôm nay, cùng với sự đồng ý của ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Sư Hàng Cây, chúng em đã được quay trở lại mái trường, đã được trở về nơi ngôi nhà mà đầy yêu thương, đầy sự ấm áp của tuổi thơ của chúng em. Và không thể nói được một lời nào nhiều hơn thế nữa, nhưng mà trong lòng của chúng em chỉ có thể xin gửi tới các thầy cô lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất về những đóng góp cho sự thành công của chúng em ngày hôm nay. Và kính thưa các thầy cô, hẳn là chương trình sẽ không thành công nếu không có sự hỗ trợ của ban giám hiệu nhà trường và cùng toàn thể các bạn học sinh. Ngày hôm nay dù bận rộn mấy thì các bạn cũng quay trở về mái trường của chúng ta, và một trong những cái bạn học sinh mà đã lựa chọn một công việc chính là công việc của các thầy cô. Trước đây các thầy cô đã truyền cảm hứng cho anh biết bao nhiêu, thì bây giờ bạn ấy đã trở thành người truyền cảm hứng cho những thế hệ học sinh sau đó. Và biết bao tương lai xa hơn nữa, chúng ta còn có thể có nhiều các thầy cô để làm sao để chúng ta dẫn dắt, để chúng ta làm người lái đò, và để có thể đóng góp và tạo ra những cái sự thành công của một cuộc đời. Lời tâm sự đó thì em không thể nói hết được, em chỉ có thể chia sẻ và mời một bạn học sinh rất là xuất sắc của chúng ta, bạn Vũ Thị Hậu. Hiện nay bạn Hậu đang là hiệu trưởng trường phổ thông trung học Trần Nhân Tông, một ngôi trường rất là nổi tiếng của quận 2 Bà Trưng, Hà Nội. Xin trân trọng mời bạn. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn thân mến. Vậy là 30 năm chúng ta đã rời xa mái trường trung học cơ sở Dư Hàng Cây yêu dấu, tạm bắt lại những bộn bề của công việc. Vượt qua bao nhiêu cách trở xa xôi, chúng ta cùng nhau trở về đây trong niềm vui trọn vẹn của ngày hội rồi. 30 năm trôi qua, 30 năm chói chang của cái nắng hè, 30 năm của phượng hồng thắp lửa, 30 năm sân trường ngân vang tiếng ve, 30 năm là ta sao xuyến đất phong, mỗi khi trở về và nhớ về một thời áo trắng. Thời gian có thể nhuộm bạc những mái đầu, phủ bao lớp tiêu phong trên những bức tường xưa của trường, nhưng không thể làm phai mờ những kỷ niệm sâu sắc của buổi học trò cùng tình nghĩa thầy trò thủy chung sâu nặng. Kính thưa thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến, trong giờ phút xúc động này, cho phép em xin thay mặt các bạn học sinh khóa 1986-1989 trân trọng gửi đến quý thầy cô, những người trèo đò đầy tâm huyết năm ấy, lời kính chúc sức khỏe, lời tri ân sâu sắc nhất thay cho bao nhiêu điều muốn nói. Kính chúc nhà trường ngày càng nhiều ghi danh được bảng vàng cho thành tích, để mái trường trung học cơ sở Sư Hàng Cây mãi là niềm tự hào của các thế hệ thầy trò thành phố Cảng, thành phố hoa phượng đỏ của chúng ta. Kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, các bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Hiệu trưởng
Và sau đây thì xin mời cô hiệu trưởng có những chia sẻ cũng như là nhận một bó hoa từ các cựu học sinh ạ. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa toàn thể các bạn học sinh, cựu học sinh khóa 86-89. Ngày hôm nay, nhà trường rất là vinh dự được đón các bạn trở lại thăm ngôi trường này. Và thay mặt ban giám hiệu nhà trường, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo và cùng toàn thể các bạn. Thưa các thầy cô của các bạn, được gặp mặt thầy cô của các bạn trong ngày hôm nay, thấy được sự thành công, những gương mặt rạng ngời của các bạn, mình cũng thấy rất là tự hào. Bởi ngôi trường Dương Hằng Kênh năm xưa có thể nói đó là một cái nôi đào tạo rất là tốt của huyện An Dương, kể cả chất lượng dạy và học của nhà trường. Và trường luôn đứng đầu huyện An Dương về mọi mặt. Và đến năm 2004 thì trường được sáp nhập về quận Lê Chân. Và từ đó đến nay thì nhà trường vẫn luôn kế thừa và phát huy truyền thống dạy và học của các thầy cô, đã đạt được khá nhiều thành công. Có thể nói năm 2018 là một năm mà nhà trường đã đạt được rất nhiều thành công, đó là nhà trường đã được công nhận, được đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Và trong nhiều năm thì trường Trung học cơ sở Dương Hằng Kênh luôn là trường đứng top thứ tư của quận và có tỷ lệ đỗ vào cấp 3 quốc lập từ 80-85%. Và có thể nói rằng đó chính là cái sự kế thừa phát huy và cũng là nhân lên thành tích mà trước đây thầy và trò nhà trường Dương Hằng Kênh đã đạt được. Và ngày hôm nay được nhìn những gương mặt rạng ngời này thì cũng như là một tiếp thêm động lực cho thầy và nhà trường chúng tôi ngày càng phát huy hơn nữa, đạt được thành tích cao hơn nữa để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Và ngày hôm nay thì tôi không chỉ đứng ở đây với cương vị của một người lãnh đạo nhà trường, và cho tôi xin được một vài lời chia sẻ với các bạn. Tôi cũng là những người đồng niên với các bạn. Tôi cũng học cấp 2 khóa 86-89 tại trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Tuy nhiên thì cô trường Dương Hằng Kênh có quãng thời gian gắn bó với tôi rất nhiều kỷ niệm. Đó là tôi được học ôn thi vào cấp 3 có khoảng thời gian khoảng hơn 1 tháng đến 2 tháng tại nhà thầy Cẩn và cô Thoa. Và có thể nói chỉ hơn 2 tháng ấy thôi giúp cho tôi không phải nói ở số trường cũ, nhưng mà cái phương pháp giảng dạy của thầy cô là tôi vững vàng rất nhiều. Và tôi có thể nói là tôi đã bước vào cổng trường cấp 3 một điều mà cha mẹ tôi không bao giờ nghĩ là tôi có thể bước vào cổng trường cấp 3 mà tôi lại còn đủ điểm để vào lớp chọn. Đấy là một cái điều mà làm cho tôi rất là vui, rất là tự hào khi được gắn bó với nhà trường. Và sau quãng thời gian học cấp 3, tôi học trường Cao đẳng Sư phạm và tôi lại được trở về trường Dương Hằng Kênh thực tập và dưới sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Loan. Và ngày hôm nay thì tôi lại được đứng ở ngôi trường này để giảng dạy và được trở thành người lãnh đạo nhà trường. Thì có thể nói rằng là đấy là có rất nhiều kỷ niệm đối với ngôi trường Dương Hằng Kênh này. Và một lần nữa thì thay mặt nhà trường, thay mặt tất cả các đồng chí giáo viên và các bạn học sinh trong trường, rất là cảm ơn tình cảm chân thành đồng thắm của các thầy cô, các bạn đã trở về ngôi trường ngày hôm nay, những tình cảm chân thành nhất. Và chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để sao luôn kế thừa phát huy những gì thầy cô và các bạn đã gặt hái được để chúng tôi ngày càng bước tiếp trên chặng đường tới ngày càng tốt hơn, xây dựng được cái trường trung cơ sở Dương Hằng Kênh xứng đáng với niềm tin những gì của các thế hệ đi trước đã để lại cho chúng tôi. Và tôi rất mong sẽ được gặp lại các bạn trong những năm tiếp theo. Thay mặt nhà trường và thay mặt ban giám hiệu của chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể nói là bạn hiệu phó của tôi là một bạn học cùng cấp 3 với tôi, là chúng tôi rất hiểu nhau, làm việc với nhau rất là tốt. Và cũng thay mặt giám hiệu nhà trường thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các thầy cô, chúc các thầy cô và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các bạn thêm có thật nhiều sức trẻ, sức khỏe và có được nhiều hơn nữa trong cuộc đời, ngày càng các bạn để ngày càng xinh các bạn gái ấy, ngày càng xinh tươi trẻ khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Hôm nay tôi thấy các bạn gái rất là xinh ạ. Sẽ gửi tặng tới cô giáo bó hoa tươi thắm nhất ạ. Xin mời ạ. Và một món quà cô ạ. Món quà đầy ý nghĩa đó là chúng tôi tặng một cây phượng ạ. Một cây phượng ở dưới sân trường.
rất là mong khi chúng ta quay trở lại mái trường của chúng ta biết rằng cái phổi của chúng ta sẽ làm sao ạ, sẽ được tươi tốt mỗi một năm ạ. Và cũng là lá lành đùm lá rách thì chúng tôi có gửi tới cái quỹ cho các em học sinh gặp khó khăn, một cái quỹ để gửi tới các thầy cô và các cô thôi thì cô sẽ chuyển tới các em, đó là 3 triệu đồng ạ. Xin trân trọng cảm ơn cô hiệu trưởng, cảm ơn bạn Bùi Thị Thu là người liên lạc để tổ chức cho chúng ta gặp buổi, có một buổi lễ tri ân ngày hôm nay. Và không thể nói lên hết được công lao của các thầy các cô ạ. Vâng, thì em xin được gọi tên thân thương của các cô như ngày xưa mà chúng em đã gọi. Em xin mời cô Ca ạ. Em xin mời cô bước lên sân khấu của chúng em ạ. Các bạn cho một tràng vào tay cho cô ạ. Em mời cô. Dạ vâng ạ, em xin mời cô Khách ạ. Dạ, em mời cô. Em mời cô. Dạ, em xin mời cô Loan ạ. Mời cô ạ. Rồi, em nhớ không nhầm thì cô là cô chủ nhiệm của em. Dạ, em xin mời cô Bích ạ. Rồi, nếu em nhớ không nhầm thì cô là cô giáo dạy toán của em ạ. Em mời cô. Ngày xưa cô Bích là chắc là bó tay với em ạ. Rồi em xin mời cô Kim Anh ạ. Cô Kim Anh cũng bó tay với em nhiều lắm ạ. Em mời cô. Dạ. Rồi em mời cô. Em mời cô. Dạ em mời cô. Dạ. Dạ, cô, em mời cô ạ. Cô bước, cô là người cuối cùng bước lên nhưng cô ấy, cô là người quan trọng nhất ạ. Vâng, các bạn cho một tràng vỗ tay ạ. Vâng, cô giáo của chúng ta. Các cô vẫn cứ như ngày xưa. Vâng, và chúng em xin gửi tới các cô những món quà, những bó hoa như là một lời cảm ơn để tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất ạ. Xin mời bạn Bùi Thị Thu ạ. Đã lâu rồi hôm nay bâng khuâng tôi về trường cũ, các thầy của tôi đã bạc phơ mái đầu, mắt dịu hiền chiều mến như thuở xưa, bọn chúng tôi để bọn em rất mong muốn được nghe lại lời của thầy cô nói ạ. Vâng, và em xin mời cô Ca, cô có chia sẻ hay dạy dỗ cho em hơn nữa. Và bọn em vẫn luôn mong chờ, xin mời cô. Cái cảm xúc của cô trong em buổi này bởi vì các em học cấp 2 thì ngày ấy bậc trung học cơ sở chỉ có 3 năm, nghĩa là các cô được gắn bó tất em có 3 năm nhưng một cái chặng đường đời rất xa, nhưng là cái chặng đường mà với các em cô nghĩ là sẽ làm cái dấu ấn rất quan trọng, bởi vì nó từ là tuổi thiếu niên cho khi em chớm bước vào tuổi thiếu niên, lứa tuổi rất là hồn nhiên, rất vô tư, rất là trong sáng, nhưng lại khắc ghi trong lòng nhiều kỷ niệm nhất của họ đúng không? Và rất vinh dự cho các cô lại được làm bạn đồng hành của các em trong khoảng thời gian đó. Chính các em đã cho cô cùng với các cô giáo đây được trải qua
những cái cung bậc cảm xúc của nghề dạy học, có những lo lắng trăn trở, rồi có những cái lúc mà cũng phiền muộn, rồi có những khi hạnh phúc thì vỡ hòa, và cũng có những giọt nước mắt của cái này chia đi thế đó. Các em ơi, chẳng thấy nghề nào mà có nhiều cảm xúc ra về xã hội. Và cái người tạo ra cảm xúc nghề nghiệp cho các cô thì chính là các em, những học trò, những người kia. 30 năm là một chặng đường khá dài của cuộc đời của mỗi con người, với lại bao lo toan vất vả, vui buồn, thăng trầm của đời người. Và giữa những cuộc bè ấy thì các em vẫn nhớ đến nhau và vẫn nhớ đến các thầy cô, rất là thật là cái tình cảm của sự đáng chân quý. Thời gian thì làm mờ đi bao kỷ niệm, nhưng lại làm sáng lên những cái tình cảm cao quý. Và một trong những cái tình cảm cao quý nhất mà con người có được chính là tình cảm của trời. Và cô sẽ mãi lưu giữ trong tim cái tình cảm cao quý mà các em đã dành cho cô trong ngày hôm nay. Rất rất là xin cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho thầy trò chúng tôi gặp nhau. Cảm ơn những ngày hội khóa hôm nay đã giúp cô trò được gặp nhau đông vui sau 30 năm xa cách. Cảm ơn nghề nghiệp đã cho tôi và các đồng nghiệp được hưởng cái niềm vui, được hưởng cái niềm hạnh phúc, được hưởng cái tình cảm cao quý mà không nghề nào trong xã hội có thể có được. Và cảm ơn các em đã cho cô được sống lại những kỷ niệm, những cảm xúc đẹp của những thời thanh xuân đã qua. Và tình cảm của các em sẽ là cái động lực mạnh mẽ để cho cô và tất cả của cô sẽ sống vui, sống khỏe, sống có ích trong chặng đường cuộc đời, trong chặng đường phía trước. Và cô sẽ rất là tự hào khi nghe ở đâu đó, một chỗ nơi nào đó vang lên câu nói: cô này trước kia đã dạy tôi ở trường cấp 2 sư đoàn cây. Vâng, chúng ta, các bạn thân yêu ơi, chúng ta sẽ có một tràng pháo tay để cảm ơn cô. Và sau đây em xin giới thiệu một bài thơ Người Thơ Đò của Thảo Nguyên do bạn thơ, do bạn Dương Thị Thích Chiều trình bày. Một đời người, một dòng sông, mấy ai làm kẻ đứng trong bến bờ, qua sông thì phải quỷ đò. Một đời luôn muốn cậy nhờ người đưa, sớm hôm giàu rãi lái mưa, con đường trí thức thầy đưa bao người. Qua sông gửi lại nụ cười, tình yêu gửi lại người thầy kính thương, con đò bạc đầu xưa, mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày, dòng sông ấy vẫn còn đây, thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông. Dạ, kính thưa các thầy cô cùng các bạn, hình tượng về một cái đò với những người lái đò hẳn là rất là vất vả, nhưng mà đưa được các em qua sông thì là một cái niềm hạnh phúc lớn lao. Và đó chính là cái tấm lòng mà bọn chúng em muốn gửi tới lời cảm ơn tới các thầy cô giáo. Kính thưa các thầy cô và các bạn, trong bài thơ Chiếc Lá Đầu Tiên của Hoàng Nhật Cầm có viết: em thấy không, tất cả đã xa rồi, trong tiếng thở của thời gian rất khẽ, tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế, hoa tím vào trong mắt lắm say mê, chùm vương hồng như rồi rời tay, tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước. Con ve tiên tri vô tâm đoán trước, chắc rằng sẽ có một người yêu. Muốn hát bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu, bài hát đầu xin hát về trường cũ, một lớp học xanh màu gieo phủ, mái trường đêm rụng xuống trái bản đêm.
muốn hát bao nhiêu, muốn nói bao nhiêu cũng không thể nói được tấm chân tình của chúng em với thầy cô. Và vì vậy chúng em chỉ có thể chia sẻ với các thầy cô bằng những lời ca tiếng hát. Và sau đây top 3 của cựu học sinh chúng em xin gửi tới các thầy cô một bài hát ạ. Vâng, mơ ước kỷ niệm xưa. Xin mời các bạn. Kết thúc. Em xin gửi lời thay mặt các bạn, em xin gửi lời cảm ơn.
cảm ơn trân trọng nhất đến các thầy cô ạ. Và chương trình kỷ niệm của chúng ta đến đây là kết thúc ạ. Xin chân thành cảm ơn. Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào vương trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học đấy. 30 năm chúng ta mới được gặp lại nhau. Hãy nhớ cái buổi trở ngày xưa đấy là nó vui vẻ đúng không các em nhỉ? Ngày xưa đấy thì là nước thế nào phải đổi lỗ họ. Làm sao có thể nào quên thầy em người dạy dỗ cho em tuổi con thơ. Các bạn có thuộc bài này không ạ? Có thuộc không ạ? Xin hãy hát cùng với cả Mỹ Linh bài hát này để nhớ về người thầy của mình. Em xa cách nơi đây
bao năm rồi cô nhi, sao vẫn thấy thân quen khi về lại mái trường. Cô ơi nhớ em không, người học trò năm ấy, những lời dạy khi xưa theo em tận hôm nay. Nhớ qua tiếng cô thầy, nhớ những ngày đến đó, tất cả những kỷ niệm dường như mới hôm qua. Vẫn trăng đã phủ mờ mái tóc bạc phơ ấy, mong thấy có nỗi buồn nghe những cánh vàng vang mãi trong tim, sẽ mãi không bao giờ lãng quên. Giờ vui nơi đây với bao ánh mắt thân quen, mình cầm tay nhau mãi không muốn rời. Này bạn thân ơi, chúng ta sẽ mỗi đưa một nơi, nhưng trong lòng tôi không bao giờ quên. Mai sau dù cho bay khắp phương trời, hay đi về đâu một miền rất xa, luôn mang trong tim những ký ức tuổi học trò một thời bên nhau, đừng quên bạn nhé. Hãy nắm tay nhau bạn ơi, hãy hát khúc ca năm xưa, cùng trao nhau bao lời yêu thương để ta được mãi nhớ nhau. Chớ khóc nhé, hãy vui lên vì ta còn mãi mãi luôn bên nhau. Dù ngày mai xa nhau, ta nguyện mãi không quên. Cô đang mong muốn
vẫn luôn vang mãi trong tim, sẽ mãi không bao giờ lãng quên. Sao ngồi nơi đây với bao ánh mắt thân quen, mình cầm tay nhau mãi không muốn rời. Này bạn thân ơi, chúng ta sẽ mỗi đưa một ngả, nhưng trong lòng tôi không bao giờ quên. Chào khi xung quanh bạn luôn có tôi, nhủ lòng hãy vững tin trong đời. Lang thang đi trên sân trường vắng, nhặt cánh phong hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học buồn giật chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt, tạm biệt. Lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt.
học sinh dấu yêu để tôi ngu ngơ vẫn thương nhớ. Tìm lại một hình bóng ngày nào vẫn trông vẫn ngóng giờ đâu. Dân trường giờ không một ba, còn hàng ghế và tôi một mình lẻ loi. Đám đứa từng lớp học muốn giật chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Lúc ta đi với nhau khi tan trường, mãi là người bạn thân nhé. Xa rồi bạn đừng quên tôi. Tạm biệt nhé nơi này. Sông giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất lấy bao nỗi buồn, sách ba lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất lấy bao nỗi buồn phá không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kia trong gian đặc xa xa. Ba bốn anh đang dốc trâu ra đồng, kia trường tóc đèn lanh đánh tôm cá tươi. Ba ngư dân cười vui, kia có em là trung du trên núi cao, đôi má anh không đào. Kia sông sông rừng hoang vu mang nét riêng, không nơi đâu xanh bằng ôi Việt Nam. Mới biết đám cưới chốn thôn quê mừng nhau ba đêm vẫn chưa hết. Hôm nay tôi mới biết những vách núi treo leo, chợ khuya Sapa tỉnh lai láng. Hôm nay tôi mới biết lúa nếp gói cơm lam ngọt thơm hương Tây Bắc. Hôm nay tôi mới biết mái ngói vách tranh xưa. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, xách ba lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn phá không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kia trong gian đặc xa xa. Ba bốn anh đang dốc trâu ra đồng, kia trường tóc đèn lanh đánh tôm cá tươi. Ba ngư dân cười vui, kia có em đang trung du trên núi cao, đôi má anh không đào. Kia sông sông rừng hoang vu mang nét riêng, không nơi đâu xanh bằng ôi Việt Nam. Dân cười vui, kia có em đang trung du trên núi cao, đôi mắt anh không đào. Kia sông sâu rừng hoang vu mang nét riêng, không nơi đâu xanh bằng ôi Việt Nam, ôi Việt Nam.
dòng máu nối con tim đồng loại, dù tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vui vời, người chết nối hình thương vào đời và nụ cười nở trên môi. Ô Nam nổi biển non tay, ta đi từ đồng máu u vươn lên núi đồi, quần thác treo leo tay ta vươn leo. Sông giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất lấy bao nỗi buồn, sách ba lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất lấy bao nỗi buồn phá không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kia trong gian đặc xa xa. Ba bốn anh đang dốc trâu ra đồng, kia trường phố đèn lanh đanh phong cách tươi. Ba người dần cười vui, kia có em đang chung du trên núi cao, đôi mắt anh không đào. Kia sông sâu rừng hoang vu mang nét riêng, không nơi đâu xanh bằng. Ôi Việt Nam. Mới biết đám cưới chốn thôn quê, mừng nhau ba đêm vẫn chưa hết. Hôm nay tôi mới biết những vách núi treo leo, chợ khuya Sapa tỉnh Lai Lang. Hôm nay tôi mới biết lúa nếp gói cơm lam, ngọt thơm hương Tây Bắc. Hôm nay tôi mới biết mái ngói vách tranh xưa. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, xách ba lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn phá không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kia trong gian đặc xa xa. Ba bốn anh đang dốc trâu ra đồng, kia trường tóc tên lanh đanh phong cách tươi. Ba người dần cười vui, kia có em đang chung du trên núi cao, đôi mắt anh không đào. Kia sông phong rừng hoang vu mang nét riêng, không nơi đâu xanh bằng. Ôi Việt Nam. Kia trong tóc tuyệt lanh đanh tóc cát tươi, bác ngư dân cười vui. Kia có em đang chung du trên núi cao, đôi mắt anh không đào. Kia sông sâu rừng hoang vu mang nét riêng, không nơi đâu xanh bằng. Mình khoa
nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Rồi mình đi kiếm được thành một kẻ làm bánh. Rồi mình chứng khoán chúc sinh đến xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi chay. Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghe cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Leo lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu lại ơn cũng leo lý tưởng của em và của anh. Cũng leo lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình. Ta đứng nhìn một đàn sói xinh. Không ai mà yêu bằng mình. Chỉ ta đứng nhìn một đàn con xê. Hai đứa mơ chỉ là bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh. Ta mơ một cung lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi với cung lều tranh.
đàn chim ca rộn ràng. Từng làn gió vẫn tóc em, kỷ niệm buồn vui ngập tràn. Ánh nắng sân trường nhớ em, từng trang vở còn mực thắm. Từng ngõ cửa và bao mơ ước tuổi học trò. Áo trắng, em phải giống như chiếc mây chiếc nắng hừng hờ, kéo bay bay cứ đi chậm chậm. Cô học trò ơi, tóc xanh thẹn thùng chiều nghiêng đợi chờ. Áo trắng, em phải giống chút mây chút nắng hừng hờ, kéo bay bay sách luôn giữ chặt trong tay. Mắt đời đừng liếc sau ngày qua mau qua đàn chim ca rộn ràng. Từng làn gió vẫn tóc em, kỷ niệm buồn vui ngập tràn. Ánh nắng sân trường nhớ em, từng trang vở còn mực thắm. Từng ngõ cửa và bao mơ ước tuổi học trò. Áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ, kéo bay bay cứ đi chậm chậm. Cô học trò ơi, tóc xanh thẹn thùng chiều nghiêng đợi chờ. Áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ, kéo bay bay sách luôn giữ chặt trong tay. Mắt đời đừng liếc sau ngày qua mau qua mau. Áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ, kéo bay bay chăm chăm. Cô học trò ơi, tóc xanh thẹn thùng chiều nghiêng đợi chờ. Áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ, kéo bay bay sách luôn giữ chặt trong tay. Mắt ơi đừng liếc sang ngày qua mau qua mau.
thêm nỗi tiếc. Một thời mộng mơ đã qua, còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng và áo trắng thướt tha sân trường. Sẽ không còn những khi bâng khuâng nghe hè về trong vắng, phượng buồn ngập tràn lối đi, giọt nước mắt rất khẽ bờ mi, làn môi thắm chưa tràn nỗi niềm luyến lưu ngày cách xa. Từng chiều qua đây ngập ngừng vu vơ, chìm vào trong nỗi nhớ, nhớ rồi quên bao năm tháng dịu êm. Ha 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 ha
lên một chút là không có nhẹ nhàng đúng không? Rồi ạ, rồi ạ, vâng. Thế thì sẽ mời một bạn để chúng ta khởi động cái phần máu lên một chút ạ. Bạn nào thay vị trí MC của tôi ạ, xin mời cứ đứng lên ạ. Rồi, xin mời ạ. Không không, nhưng mà cái này nó máu quá. Máu thế này phải để riêng khác tự mày máu được. Ờ thì cơ trưởng cũng được ạ. Rồi. Rồi thế thì chúng ta sẽ quay trở lại một chút nhé. Chúng ta phải ngồi lại cùng nhau thì chúng ta mới tiếp tục chương trình được. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã đi được khoảng 2 phần. Vậy thì chúng ta đến lúc này đây cũng là cái lúc mà chúng ta sẽ chia sẻ những cái cảm xúc về nhau, những cái thời chúng ta đi học, rồi là ngày hôm nay vô tình chúng ta gặp nhau ở đâu đó, chúng ta có thể chưa nhận ra nhau, xong rồi chúng ta lại nhận ra nhau. Thì đây là một cái giây phút mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau điều đó. Thì bạn nào có những kỷ niệm nào đó đẹp đẹp ở trong tuổi cấp 2 của chúng ta ngày đến trường, thì chúng ta có thể có những cái giây phút chia sẻ nào. Tại sao không nhỉ? Làm sao mà bạn biết được? Tôi nhớ là ngày xưa khi mà cái sân trường của chúng ta là nền đất đấy, các bạn có nhớ trên sân trường của chúng ta có những cây gì không? Thứ nhất là hoa phượng này, thứ hai là hoa sữa này, thứ ba là cây bằng gì ạ? Bằng lăng. Và tôi nhớ là ngày xưa khi chia tay chúng ta chẳng có gì cả, mà có một vài bạn nam trèo lên làm sao nhỉ? Trèo lên trên cây hoa phượng á, và lấy cành cây hoa phượng, lấy cành hoa để làm sao để tặng các bạn gái. Đó là những kỷ niệm mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Tôi nghĩ rằng là không thể là không có những kỷ niệm gì đâu. Thì có vẻ như là bây giờ bạn ấy muốn quen đấy nhỉ. Rồi, nào, thế thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái chia sẻ về một kỷ niệm nào đấy nào. Xin mời các bạn giơ tay nào. Xin mời, tôi tớ xin mời bạn, xin mời Hậu. Có rất là nhiều kỷ niệm, nhưng mà nếu nói cấp hai thì mình chỉ nhớ nhất là tên và bất sợ của mình là bạn Hải Hà. Đến bây giờ mà mình vẫn rất là Hải Hà. Mà tại sao lại nhớ bạn Hải Hà? Bởi vì bạn Hải Hà hay cái trộm nhậu nhà bạn ấy ra cho mình ăn. Cái ngày xưa là bạn nuôi tầm. Thế mà hôm nào mà bạn ấy mang nhậu đến, tức là tầm mới sinh, bạn ấy mang nhậu vài con, bạn bảy con, bạn bốn tặng một con, bạn hót ăn. Thế có hôm hết cả nhậu rồi, bắt đầu hôm nay thì ăn đến tầm. Nhưng mà tầm thì chỉ lấy trộm ba con thôi, không có phát hiện. Cho nên là tớ rất là mong gặp bạn Hải Hà, nhưng mà ngày hôm nay thì không gặp được Hải Hà, chắc là vào một dịp khác. Còn nếu như nói cái thứ hai, tớ nhớ Thu. Bạn Thu, tớ chỉ nhớ được vị trí của tớ ngồi là bàn thứ hai. Tức là nếu như bàn thứ hai thì cách một vị trí là tớ, và chéo với tớ ngày ngồi sau là Thu. Nhưng mà tại sao mà tớ nhớ Thu? Bởi vì Thu có một kỷ niệm chắc không nhớ, nhưng tớ nhớ là cô giáo văn của mình, cô Ca ấy, cô nói là hôm nay chúng mình học câu đơn và các bạn phải cho cô một cái ví dụ về câu đơn, và Thu có nhớ được câu đơn của bạn là gì không? Bây giờ nếu hỏi thì Thu có nhớ không? Là gì? Tớ rất nhớ là cô đứng ra các bạn hỏi là em có câu đơn của em là rừng núi âm u thầy vu cứu đến, và đấy là ấn tượng rất là nhớ. Còn một kỷ niệm thứ ba ấy thì tớ cũng không nhớ là lớp mình tổ chức đám cưới mà ai là nghĩ ra cái trò đấy thì tớ không nhớ, nhưng mà chỉ biết là sao mà lại cố lại mang cạnh bãi tha ma á, chui ra bãi tha ma không hái hoa xoan về lấy mũi đốt đến chết. Tôi chỉ muốn là thế, còn ai tổ chức cho ai với ai thì không nhớ. Đấy thì đấy là kỷ niệm mà tôi chia sẻ. Còn hoa sữa thì đúng là trường mình có rất nhiều hoa sữa, nhưng không nhớ nhiều về hoa, mà chỉ nhớ là cái khi mà có thành quả rồi thì nó bay vào lớp mình rất là nhiều. Còn chiều ngày hôm nay thì có một bạn nói thầm với tai tớ là lớp mình ngày xưa là quay mặt vào nhà học sinh, thì bây giờ mới nhớ là cái kỷ niệm đấy thôi, không ấn tượng lắm đó. Vâng, đấy là xin gửi lại Hà, đấy là kỷ niệm của tớ, xin chia sẻ các bạn.
Còn tớ thì tớ gặp bạn Hậu trong một cái dịp rất là tình cờ. Bạn Hậu thì là hồi đấy, à cách đây mấy năm Hậu nhỉ? Thì Hậu là 3 năm đúng không? Thì Hậu là hiệu phó của trường Trần Nhân Tông. Đó là trường của con gái tớ học á. Thì trong một cái cuộc thi HACCP thì tớ thấy gọi là cô giáo đến ủng hộ học sinh thi. Thì tớ thấy bạn Hậu rất là đặc biệt vì bạn ấy ủng hộ, bạn ấy rất là nhiệt tình. Xong rồi bạn ấy còn chắc là có lẽ là Hậu bỏ tiền túi ra cho con á. À, thôi con cầm lấy tiền để con làm. Và tớ nghĩ ngay trong đầu là nếu mà cái kiểu mà đưa tiền như này thì chắc là không bao giờ mà tính được vào hóa đơn của nhà trường rồi. Thế là tớ rất là ngạc nhiên với một cô giáo như thế. Thế thì sau đó thì cũng nghĩ rằng là ôi đây là cô giáo của mình, cũng không nghĩ có câu chuyện gì cả. Nhưng là rất là buồn cười, cái hôm họp nhóm đầu tiên để tổ chức cái chương trình này ấy, thì các bạn ấy bắt đầu, các bạn biết rằng đấy bắt đầu kiểu như là mình đào bới á, xong rồi bắt đầu các bạn đấy bới được bạn Hậu. Và các bạn bảo ô cái bạn này này, cái bạn này ngày xưa học cùng mình. Và tớ xem ảnh thấy bảo cái bạn này quen quá nhỉ. Thế lúc đấy tớ mới hỏi chồng tớ là ô, tại vì chồng tớ là cũng biết Hậu. Thế xong tớ hỏi chồng tớ là ô anh ơi có phải là bạn này không. Thế xong rồi lúc đấy chồng tớ bảo đúng rồi. Thì lúc đấy mới ồ thôi chết, bạn này ngày xưa học cùng có hai mình mà mình không có biết đâu. Đó. Thế mà cho đến cái ngày hôm nay thì bắt đầu làm sao nhỉ, mình mới có thể gặp lại bạn đấy, mới kết nối lại. Nhưng mà khi mà về là chúng ta phải uống cà phê đúng không? À đúng rồi, tại vì là đôi khi thì giáo viên thì họ cũng biết được phụ huynh là ai thôi. Cứ nói chị thôi là chắc cái lúc đấy thì thôi cứ trả lời cho nó xong ấy mà. Xong mãi về xong mới biết là bạn ấy là gì, bạn ấy là cùng học với mình. Trăng em đến trường, nhà chim ca rộn ràng. Từng làn gió vẫn còn em, kỷ niệm buồn vui ngập tràn. Ánh nắng sân trường nhớ em, từ trang vừa còn nhìn thấy. Từng nô cửa và bao mơ ước tuổi học trò. Lòng quê hương em ơi, vì nơi này đến đôi trăng.
xuân qua hẹn tới ta nhớ nhau luôn phường ơi.
đình ngay lung linh, soi sáng bao thương mặt tươi xa. Đưa trai đến ngay xôn xao, chén bao tâm hồn đồng nga. Đưa trai đến ngay không soi, cho những ai đem lòng thù thôi. Đưa trai đến ngay lan ra, như đốt bao ưu mê đời thương. Ngồi này bên nhau anh em, ta hát lên cho đời tươi thắm. Ta có thêm anh lừa đến nay. Đưa trai đến ngay lung linh, soi sáng bao gương mặt tươi xa. Đưa trai đến ngay xuân sao, chiếm bao tâm hồn đồng nga. Chiếc nỗi linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên môi.